tử vi thứ hai ngày 29 tháng 8 năm 2022 của 12 cung hoàng đạo hé lộ về công danh, tình duyên, tiền bạc. Sức khỏe ngày hôm nay của bạn chính xác nhất để xem đầy đủ chi tiết đăng ký hoặc truy cập youtube tử vi mỗi ngày.vn 1. Cung Bạch Dương xem bói tử vi thứ hai ngày 29 tháng 8 năm 2022 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Bạch Dương trở nên cẩn thận, mọi người rất bất ngờ trong cách hành xử của bạn đấy. Bạn cần có những nguyên tắc nhất định bởi vì không nên để cho người khác lợi dụng vì sự nhiệt tình thái quá của mình. Về mặt sức khỏe, Bạch Dương cần chú ý nhiều hơn trong ngày này. Cân nặng không thể đánh giá đúng được về tình trạng cơ thể của bạn nhé. Bạn cần tập trung vào những thực phẩm chế biến trong mỗi bữa cơm hàng ngày nhé. Về phương diện tình cảm, bạn nghĩ cho nửa kia một chút đấy nhé, có thể chòm sao này mong muốn đòi hỏi nhiều hơn, tuy nhiên thực tế hiện tại là tất cả những gì nửa kia đã cố gắng bởi vì bạn đấy. Con số may mắn của Bạch Dương ngày 29 tháng 8 năm 2022 là 22 và 31. 2. Cung Kim Nghiêu Kim Nghiêu có sự tranh cãi về chuyện chuyên môn. Bạn tìm ra các thông tin có xác thực tốt hơn là văn bản đấy nhé. Hôm nay bạn hãy thực hiện việc gì cũng cần chi tiết. Chòm sao này càng qua loa sẽ càng có cớ để bắt người khác bắt lỗi đó nhé. Về phương diện tình cảm, bạn không nên để đối phương lại cảm thấy phiền phức khi bạn muốn kiểm soát họ đi đâu và làm gì như thế. Dù gì mỗi người cũng đều có một cuộc sống riêng cần đối phương tôn trọng. Tình trạng sức khỏe của bạn cần được chú ý nhiều hơn nữa, hiện tại đang có rất nhiều áp lực cuộc sống bao vây quanh bạn, khó ngủ thế tuy nhiên nghĩ nhiều vấn đề cũng không được xử lý. Hãy dẹp chúng sang một bên trước khi ngủ và trở nên trạng thái thoải mái vào ngày hôm sau nhé. Con số may mắn của Kim Ngưu ngày 29 tháng 8 năm 2022 là 20 và 91. 3. cung song tử song tử có óc phán đoán tốt trong ngày hôm nay. Bạn biết lắng nghe mọi người và đánh giá tình hình một cách khách quan. Hôm nay tròm sao này rất có tinh thần trách nhiệm trong tất cả những công việc mà mình đảm nhiệm. Tình hình tài chính của bạn tương đối khó khăn trong thời điểm hiện tại. Bạn cần ghi nhớ tình trạng thiếu thốn này để để có thể chi tiêu một cách tiết kiệm và có kế hoạch hơn nữa nhé. Về mặt tình cảm những lý do mà nửa kia đưa ra cũng chỉ để minh chứng cho tình cảm của cả hai đang dần phai nhạt, vì thế bạn đừng thơ ngây mà tin vào đó. Hãy dành thời gian để mà vun vén cho cuộc sống của mình nhé. Con số may mắn của song tử ngày 29 tháng 8 năm 2022 là 22 và 68. 4 cung cự giải bói tử vi 12 cung hoàng đạo cho thấy cự giải đang có những suy nghĩ có phần xung đột. Khi chưa có giải pháp rõ ràng thì bạn cũng không nên hành động bộc phát nhé. Một khi đã hợp tác với ai đó, bạn cần có sự tin tưởng và hỗ trợ đối phương để đội nhóm được phát triển và thành công. Tình hình tài chính với số dư tài khoản đang ngày càng tăng dần lên như thế cho thấy được những nỗ lực cố gắng của bạn đến chừng nào những sự rắc rối cuối cùng để biến mất. Để rồi sau đó còn lại những điều tốt đẹp nhất dành đến với bạn. Về phương diện sức khỏe, vấn đề mà chòm sao này đang lo lắng nhiều nhất hiện tại là về vấn đề sức khỏe. Tuy nhiên bạn cũng đừng vì thế mà uống nhiều thuốc bổ nếu không nó sẽ có tác dụng ngược đó nhé. Con số may mắn của cự giải ngày 29 tháng 8 năm 2022 là 62 và 88. Nam, cung sư Tử sư Tử có giải thích thì cũng không phải ai nghe và tin theo bạn đâu. Bạn không có nhiều thời gian để hỗ trợ người khác vì bạn đang quá bận rộn. Đó chính là lý do bạn bị trách mắng trong ngày thứ hai này. Bạn chỉ nên vay tiền khi mà khoản tiền đó có thể giúp cho mình có thể sinh lời nhiều hơn số lãi mà bạn sẽ phải trả. Cung hoàng đạo này cần tiết kiệm hơn và dừng việc tiêu tốn quá nhiều tiền vào những chuyến du lịch nữa đấy nhé. Về phương diện tình cảm, nếu như bạn vẫn chưa tìm thấy được một nửa để yêu thương thì bạn cũng không nên quá thất vọng, mọi điều hay ho vẫn đang đợi chờ chòm sao này ở phía trước mà thôi. Con số may mắn của sư tử ngày 29 tháng 8 năm 2022 là 30 và 88. 6. Cung sử nữ tử vi ngày mới của 12 cung hoàng đạo nói rằng sử nữ cảm giác cô đơn, bạn cảm thấy thiếu đi sự tin tưởng bởi vì những người xung quanh mình. Hôm nay dù bạn không có nhiều cơ hội thể hiện bản thân đi nữa, thì cũng hãy nên suy xét cho thật cẩn thận đấy nhé. Về mặt tài chính, bạn không mơ về một vận may mơ hồ, không bao giờ tồn tại hãy thực tế hơn với số tiền mà mình đã kiếm được để rồi dành dụm cho những dự định ở trong tương lai nhé về mặt tình cảm chòm sao này mong người ấy đồng cảm tuy nhiên điều này hoàn toàn là không thể họ chỉ đang quan tâm tới bạn theo cách riêng bởi vì đòi hỏi thì bạn cũng nên dành thời gian để mà tìm hiểu sở thích và mong muốn của nửa kia nhé con số may mắn của sử nữ ngày 29 tháng 8 năm 2022 là 23 và 55. 7. Cung Thiên Bình tử vi phương Tây 12 chòm sao cho thấy Thiên Bình không thể quá chủ quan bỏ qua được. Lúc này chòm sao này cần phải đánh giá lại tình hình để tìm cách tháo gỡ. Hôm nay mọi chuyện đang được diễn ra suôn sẻ nhìn chung sẽ không có khó khăn nào quá lớn nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn đâu về mặt tài chính thứ tình cảm thoáng qua sẽ không nên nghĩ ngợi làm gì nhiều lúc này thiên bình cần sống cho mình là trên hết cho những lý tưởng cao đẹp mà chòm sao này đã đề ra tình trạng sức khỏe của thiên bình có những vấn đề liên quan đến chuyện tiền bạc bạn không tự mình xử lý hết được cần có sự hỗ trợ của người thân để có thể thoát qua giai đoạn này. Vì thế nếu có khó khăn thì cứ thẳng thắn để mà chia sẻ cho mọi người bạn nhé. Con số may mắn của Thiên Bình ngày 29 tháng 8 năm 2022 là 23 và 67. 8. Cung bọ cạp bọ cạp đang cảm thấy không hài lòng với hiện tại. Tuy nhiên không có nghĩa là bạn chút sự buồn bực lên ai đó được. Dù bạn có rất nhiều ý tưởng hay. Tuy nhiên bạn cần phải ưu tiên thực hiện theo sự chỉ đạo của sếp là trên hết đã nhé. Về mặt tài chính, ngày này bạn sẽ không phải là ngày thích hợp để chòm sau này có thể đưa ra những quyết định quan trọng đặc biệt là những chuyện liên quan đến tài chính. Bọ cạp sẽ có thể rơi vào bẫy mà những kẻ tiểu nhân hãm hại bạn. Về phương diện tình cảm, bọ cạp đang quá tập trung vào người ấy và xem họ là mục tiêu của cuộc sống. Chính điều đó đã tạo ra áp lực cho bạn rồi đấy, dù sao tròm sao này cũng như đối phương đều cần có không gian riêng của mình. Con số may mắn của bọ cạp ngày 29 tháng 8 năm 2022 là 25 và 66. 9. Cung nhân mã nhân mã nên cần rút kinh nghiệm cho mình sau những gì đã sai sót. Lúc này bạn nên cân nhắc kỹ trước sau. Nếu gặp phải trở ngại thì đó chính lý do để bạn quyết tâm vươn lên. Nên cũng đừng kêu ca hay than phiền với ai đó làm gì, bởi vì họ không thể giúp gì cho bạn được đâu. Về phương diện tình cảm, bạn nên tuân thủ và chiều và thuận theo ý muốn của nửa kia một chút họ sẽ lại nhường nhịn cho bạn mà thôi. Bạn đối đầu lại sẽ càng khiến cho hai người luôn trong tình trạng hết sức căng thẳng. Về tình trạng tài chính, chòm sao này vẫn có được tiền trang trải cuộc sống trong thời điểm này là tốt hơn người khác nhiều rồi. Tuy nhiên vẫn phải lưu ý chỉ dành tiền cho những gì mà cần thiết thôi đấy nhé. Con số may mắn của nhân mã ngày 29 tháng 8 năm 2022 là 23 và 88. 10. Cung Ma kết tử vi hàng ngày 12 chòm sao dự báo Ma kết đang không thể chấp nhận được hiện thực. Tuy nhiên, nếu bạn cứ lấy chuyện này ra tranh cãi thì rất lãng phí thời gian. Tiến trình mà thực hiện dù có chậm, tuy nhiên bạn sẽ không mắc phải bất cứ ai lầm nào cả. Về mặt tài chính, chòm sao này trở nên khá lười nên việc gia tăng thu nhập lúc này khó hơn bạn cần hạn chế mua các món đồ đắt tiền còn đảm bảo cho những ngày tới nữa đấy nhé. Về phương diện tình cảm, mọi sự suy nghĩ của chòm sao này đang có phần xa rời thực tế. Bởi vì cần biết lắng nghe người ấy khuyên trong ngày này. Hãy chăm sóc tình cảm của hai bạn từ những việc tưởng như rất nhỏ nhặt nhất ở trong gia đình. Con số may mắn của ma kết ngày 29 tháng 8 năm 2022 là 31 và 88. 11. Cùng Bảo Bình theo tử vi ngày mới, Bảo Bình trở nên khá nhạy cảm, một hành động nhỏ của ai đó cũng sẽ khiến cho bạn mãi suy nghĩ, băn khoăn. Có thể sẽ xảy ra xung đột khi chòm sao này không hài lòng về cách hành xử của người khác. Chòm sao này cần phải chấp nhận rằng có những người có tính cách trái ngược bạn nên hãy bình tĩnh để cư xử và đáp lời họ nhé. Về phương diện tài chính dường như có ai đó cần giúp đỡ thì chòm sao này cũng nên cố gắng hỗ trợ một chút dù bảo bình không giàu có gì tuy nhiên có người cũng đang đến sự trợ giúp của bạn đấy về mặt tình cảm sự mâu thuẫn nho nhỏ trong mối quan hệ của cả hai là điều luôn có thể xảy ra thay vì tức giận thì bạn hãy nên tha thứ nhà cửa vui vẻ thì hạnh phúc mới được đong đầy con số may mắn của Bảo Bình ngày 29 tháng 8 năm 2022 là 27 và 99. 12. Cung Song Ngư hôm nay Song Ngư đang rất lay hoay tìm cách giải tỏa căng thẳng hiện tại. Bạn sẽ phải thực sự đối mặt với rắc rối, nên cũng đừng trốn tránh nó nữa. Có người gợi ý cho bạn một ý kiến hay ho, độc đáo, nên bạn cũng có thể áp dụng ngay và luôn vào thực tế xem sao nhé. Về mặt tài lộc, song ngư nên cân đối tài chính của mình. Nhất là khi bạn cần phân biệt rõ món đồ nào nên mua và món đồ nào không cần thiết sử dụng đến, do đó mới có thể thực hiện được mục tiêu quan trọng là tiết kiệm. Về phương diện tình cảm, bạn cần bỏ hết những nghi ngờ của bản thân ra khỏi đầu để đối phương được giải thích. Muốn giữ gìn mối quan hệ được lâu dài bạn nên bao dung và quan tâm đến nửa kia hơn nữa nhé. Con số may mắn của song ngư ngày 29 tháng 8 năm 2022 là 23 và 99.